Trong quân đội, đoàn kết mới là sức mạnh. Trời ơi, không tin nổi luôn. Tàn ác dễ tịt. Nào thật đấy. Tiểu phẩm à, tối hôm qua anh nằm mơ thấy em. Đi nào cũng nằm mơ thấy em. Nhưng mà đi qua anh nằm mơ thấy thấy anh và em. Tôi bộ đó rồi. Tôi đang câu ở đâu? Ở dưới ao. Dưới ao nhưng mà của trong cái đất nào? Lối với đất là tôi mà. Thế đi đi đi. Ờ đi đâu đi, đi đâu đấy? Mình ra mình xem đất. Kết luận là đã xấu, y chang như đồng chí Tuấn.